70% chất dinh dưỡng của bơ nằm trong hạt. Bơ là loại quả rất được yêu thích hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Tuy nhiên, một sự thật mà ít ai biết đó là hầu hết chất dinh dưỡng có lợi nhất của bơ lại nằm trong hạt, phần thường bị vứt đi khi ăn bơ. Đây là loại quả được nhiều người yêu thích nhất hiện nay, nhưng liệu bạn có biết rằng mình đang bỏ đi phần có lợi cho sức khỏe nhất của nó? Hạt quả bơ chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn bất cứ một loại trái cây hay rau củ nào. Theo các nhà khoa học, chất dinh dưỡng có trong hạt bơ chiếm khoảng 70% chất dinh dưỡng trong toàn bộ quả bơ. Nó cũng chứa nhiều chất xơ có thể hòa tan được hơn yến mạch và hầu hết các loại thức ăn khác. Mọi người thường chỉ sử dụng phần thịt của quả bơ và bỏ đi phần hạt. Nguyên nhân chính của việc này có lẽ là vì họ không biết cách ăn hạt bơ như thế nào. Cách ăn phổ biến nhất của hạt bơ là pha thành sinh tố. Cắt hạt bơ thành các phần nhỏ rồi bỏ vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn thành bột trước khi đổ chúng vào cốc sinh tố của bạn. Vì vị của hỗn hợp sinh tố này khá mạnh nên hãy trộn nó với những loại quả cũng có vị mạnh khác nhau như dâu, đồng lạnh, cải xoăn, rau bina hay dứa. Để pha một cốc sinh tố thì chỉ cần dùng nửa hạt bơ là tốt nhất. Bạn cũng có thể làm khô hạt bơ rồi sau đó mới xay thành bột Tiếp tục mang loại bột đó phơi khô dưới ánh sáng mặt trời để có thể lưu trữ chúng lâu hơn Một số người sau bước phơi khô hạt ở trên thì đem nó đi rang để họ có thể thêm vào nước sốt hoặc dùng như một loại gia vị tương tự như muối hoặc tiêu Trong khi bơ được biết đến là chứa nhiều loại chất béo tốt và chất dinh dưỡng, một số tiến sĩ nói rằng Việc ăn hạt bơ có thể giúp làm giảm cholesterol và chống lại các bệnh do virus và vi khuẩn. Do lượng chất xơ hòa tan cao, hạt bơ cũng có thể giảm các vấn đề về tiêu hóa và rối loạn đường ruột.